nó cho thuê tầng 1, còn tầng trên là để chứa các tác phẩm đấy ạ. Mình nhìn vậy nhưng mà nó thuộc Louvre đấy. Nó cho tầng 1 để bán hàng ạ, còn tầng trên là để trang phẩm đấy. Những cái tòa nhà này này là của Louvre hết đấy ạ. Còn hai bên đường là của nó hết đấy. Nó 4.600, 460.000 tác phẩm cơ mà. Nó phải giấu, phải cất.